Xin chào chị Hiên và chào tất cả các bạn của lớp học văn chị Hiên. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Thì ngày hôm nay em sẽ thực hiện cái thử thách quay video để nói về đoạn thơ thứ ba trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Kính mong mọi người cùng lắng nghe và góp ý cho em. Thì em được xin phép được bắt đầu. Thì để nói về nhà thơ Quang Dũng, ông là một người nghệ sĩ rất là đa tài, làm thơ viết tranh, vẽ văn, làm thơ viết văn, vẽ tranh và soạn nhạc. Nhưng lĩnh vực thành công nhất vẫn là thơ. Hồn thơ Quang Dũng phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa. Một trong những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của nhà thơ đó chính là bài Tây Tiến, được viết năm 1948 tại Phù Lưu Chanh, in trong tập Mây Đầu Ô. Nổi bật trong đó phải kể đến đoạn thơ thứ ba, đoạn thơ khắc họa chân dung của người lính Tây Tiến. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Bài thơ Tây Tiến được sáng tác trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Tây Tiến là tên một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947. Địa bàn đóng quân và hoạt động của đoàn quân Tây Tiến khá rộng, kéo dài từ miền núi Tây Bắc đến Thượng Lào. Lực lượng chiến sĩ Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên như Quang Dũng, chiến đấu trong một hoàn cảnh rất khó khăn và gian khổ. Tuy vậy, họ sống rất lạc quan và chiến đấu rất dũng cảm. Đoàn quân Tây Tiến sau một thời gian dài hoạt động ở Lào trở về hòa bình, thành lập Trung đoàn 52. Cuối năm 1948, Quang Dũng chuyển sang đơn vị khác, rời xa đơn vị cũ chưa bao lâu. Thì đến năm 1948, thì Quang Dũng đã viết bài thơ Nhớ Tây Tiến, khi anh lại tác giả đổi tên bài thơ thành Tây Tiến. Bài thơ này bao trùm xuyên suốt bài thơ là nét nổi bật của hình ảnh người lính Tây Tiến trên nền cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ hiểm trở. Hình ảnh người lính Tây Tiến vừa mang vẻ đẹp lãng mạn, vừa đậm chất hào hùng và bi tráng. Nổi bật trong bài thơ Tây Tiến là bức chân dung của người lính Tây Tiến. Tây Tiến đồng binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữa oai hùng. Không mọc tóc là do di chứng của bệnh sốt rét đã làm cho tóc của người lính trọc hết đi, cũng có thể là do để tiện cho sinh hoạt thì người lính đã phải cạo trọc đầu. Ở đây cách nói không mọc tóc chứ không phải là tóc không mọc để thể hiện được sự chủ động của người lính đối với hoàn cảnh. Quân xanh màu lá thì xanh màu lá ở đây tức là cũng là do di chứng của bệnh sốt rét đã làm cho màu da xanh bủn như màu của lá cây, hoặc cũng có thể hiểu đó là màu xanh của lá ngụy trang. Thì ở đây, hai hình ảnh trên được xây dựng bằng bút pháp hiện thực đã thể hiện được những khó khăn gian khổ của người lính phải trải qua. Hiện thực gian khổ ấy không làm cho người lính trở nên yếu đuối, mà ngược lại ngoại hình ấy đã làm nổi bật được sự ngang tàn khí phách giữa oai hùng. Hình ảnh này làm cho binh đoàn Tây Tiến họ ốm nhưng không yếu, họ mang trong mình oai linh của một vị chúa sơn lâm, khiến cho mọi kẻ thù phải khiếp sợ. Hữu pháp đối lập đã khắc họa được sự tương phản giữa ngoại hình ốm yếu và nội tâm mãnh liệt và ngang tàn. Hai câu thơ tiếp theo, mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều hôm, đã thể hiện được tâm hồn của người lính Tây Tiến. Mắt trừng là ánh mắt nhìn đăm đăm về phía biên giới, đã thể hiện một sự quyết tâm trong việc thực hiện lý tưởng bảo vệ biên giới của Tổ quốc Việt Nam. Dáng kiều thơm, đó là vẻ đẹp thanh lịch, thiết tha của một người thiếu nữ Hà Thành. Trong giấc mơ của người lính, hoàn hiện hình ảnh người thiếu nữ Hà Nội. Đó chính là động lực giúp họ vượt qua những khó khăn gian khổ, đồng thời cũng tạo thành một niềm tin mãnh liệt để họ vượt qua bom đạn mà trở về. Hình ảnh này thể hiện được sự hào hoa của người lính Tây Tiến được xây dựng bằng bút pháp lãng mạn. Bốn câu thơ cuối trong đoạn thơ thứ ba đã thể hiện được sự hy sinh của người lính Tây Tiến. Rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Đoạn thơ này sử dụng khá nhiều từ Hán Việt như biên cương, viễn xứ, chiến trường, áo bào, độc hành, đã tạo ra một không khí trang trọng thiết tha, phù hợp với sự tưởng niệm người lính đã hy sinh. Rải rác biên cương mồ viễn xứ, đó là hình ảnh những nấm mồ của người lính theo dọc con đường biên cương của Tổ quốc. Từ lái rải rác hay được sự cô đơn lẻ loi trong cái chết tha hương. Chẳng tiếc đời xanh được viết bằng phép nói giảm đã thể hiện được một cái tâm trạng là chẳng tiếc gì tuổi trẻ mà phải hy sinh. Cách nói này thể hiện được sự khỏe khoắn của người lính với quyết tâm, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Áo bào thay chiếu anh về đất. Áo bào thay chiếu là hình ảnh được viết nhằm
thể hiện được sự hy sinh hăng hải khi họ thể hiện hình ảnh người lính hy sinh hăng hải của họ được bọc trong manh chiếu và vùi xuống đất. Nhưng sự hy sinh cao cả ấy đã làm cho manh chiếu trở nên sang trọng, được ví như tấm áo bào của vua chúa ngày xưa. Anh về đất, ý hơ được viết bằng phép nói giảm đã thể hiện được sự hy sinh của người lính. Nhưng ở đây, cách nói này làm cho cái chết của người lính không phải là mất hết đi, mà đó như là một sự hóa thân để trở về với đất mẹ. Cái chết ấy trở thành bất tử. Song mã gầm lên khúc độc hành. Nếu như ba câu hơ đầu tiên, nỗi đau về sự hy sinh được kìm nén, thể hiện bên ngoài bằng sự thanh thản, nhẹ nhàng, thì trong câu hơ này, từ gầm như đã chất chứa được bao nỗi niềm, thể hiện tất cả sự bi tráng trong sự hy sinh. Đối với sự hy sinh của người lính Tây Tiến, thì chỉ có hy nhiên vĩnh hằng như sông Mã mới có thể được chôn vùi được linh hồn của những người chiến sĩ. Hình ảnh này đã nâng cái chết lên tầm sử thi. Như vậy có thể thấy rằng đoạn thơ thứ ba đã xây dựng bức tượng đài người lính Tây Tiến bằng bút pháp lãng mạn, khắc họa được cái chân dung lãng mạn, bi tráng, hào hùng của người lính Tây Tiến. Hình ảnh mang vẻ đẹp bi tráng hào hùng ấy sẽ có sức hấp dẫn lâu dài đối với người đọc. Thì em xin kết thúc cái phần trình bày cái đoạn thơ thứ ba trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Kính mong mọi người sẽ để lại những comment góp ý cho em. Xin cảm ơn chị Hiên và các bạn đã lắng nghe. Xin chào các bạn.